Hoàng Trọng Thị và Đinh Quang Thái trên trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình uh, tin nổi bật và phần thảo luận giữa hai anh em chúng tôi. Xin chào anh Hoàng Trọng Thủy. Người chào anh Đinh Quang Thái có gì lạ? Tôi đang thi hỏi câu đó. <laughs> thưa quý vị đây là một cái sự thần giao cách cảm. Uh, sáng nay trên đừng đi làm Tôi nhớ tới một cái câu thơ của nhà thơ Nguyên Sa. Và đi có gì lạ không em? Yeah. Mai anh về uh, à, em có còn ngoan Hôm không? Không thể để chính thu nữa. Mà uh, Ngô Thì Minh phổ nhạc bài đó thì ừ. tôi bảo là thưa quý vị sáng nay tôi mở đầu chương trình. 20 phút tin nổi bật với Hoàng Trọng Thụy. Ông Trump có gì lạ không anh thụy <laughs> Thưa quý vị, thực sự mà nói đó, cái chuyện của ông Trump, anh cũng đã nhắc tới rồi, là cả thế giới hiện nay đang còn đương đầu với chiến tranh Ukraine. Nhưng mà riêng ở nội địa Hoa Kỳ này đó, chuyện của ông Trump vẫn tiếp tục được thảo luận lớn. Bởi vì thực sự là lớn. Chưa bao giờ một cựu Tổng thống Hoa Kỳ mà phải đương đầu với nhiều vụ kiện đến như thế. Từ tài tránh... Cái số tiền nó không chỉ đơn thuần là 250 triệu Mỹ Kim như là bên phía tổng trưởng lý New York đề ra. Và họ nói rằng đó là cái giá tiền mà bên phía đòi thấp nhất, tức là base thôi. Giống như anh mua một chiếc xe, khi mà anh nghe chiếc base price là chúng ta còn ép đủ thứ chuyện lên nữa, thì cuối cùng có thể lên tới 750 triệu Mỹ Kim. Và có thể, không biết được, nếu mà họ tìm thêm nhiều cái vấn đề nữa, lên tới 1 tỷ Mỹ Kim, thì đó là riêng vấn đề tài chính thôi. Còn cộng thêm vấn đề tài chính nữa một tin mới nhất đó là ông special master, ông thẩm phán Dearrim anh đã đề cập thì ngày hôm qua ông nói rằng tôi không có clearance, tôi không được quyền nhìn những cái hồ sơ tối mật này nhưng tôi được quyền mướn một người khác có cái clearance, có cái thẩm quyền đó để xem thì ông mà tuyên bố tôi sẽ mướn một cựu thẩm phán người cựu thẩm phán này chuyên đặc trách về những vấn đề hồ sơ tối mật của chính phủ. Và trong đó ông ghi theo cái lệnh để gửi đến cho bên phía Trump yêu cầu Trump phải trả cho ông thẩm phán này một giờ 500 Mỹ Kim để ông ngồi đó xem. Bởi vì thưa quý vị, thực sự đến giờ phút này đó họ nói khoảng 100 hồ sơ là mật. Còn 10.900 hồ sơ khác có thể là không mật hoặc là có những cái gì đó um, thuộc về an ninh quốc gia mà nó không phải là mật thì đó là lý do mà ông trump nói là khi mà FBI lấy đó họ muốn lấy lại những cái hồ sơ này không thuộc thẩm quyền của chính phủ không thuộc về chính phủ nhưng mà trong hồ sơ quốc gia đó họ nói rõ trong số 11.000 này thuộc về quốc gia và họ nói có một ít là thuộc về đặc quyền thân chủ của trump thôi À, hồ sơ của quốc gia từ tòa Bạch Ốc phải trả về cho quốc gia Và vì thế trong số hồ sơ này có những hồ sơ mật Thì cái hồ sơ mật đã được loại ra và tòa à, Phúc Thẩm đã cho phép tiếp tục cuộc điều tra Dựa trên 100 hồ sơ mật ấy thôi Còn tòa không đụng tới 11.000 Thì đó cái việc mà ông Special Master vẫn phải làm việc bởi vì ông Trump yêu cầu là muốn lấy lại cái số hồ sơ này thì để lấy lại hồ sơ ông phải có thẩm quyền để xem coi hồ sơ nào là mật, hồ sơ nào không mật. 500 Mỹ Kim là riêng cho ông cựu thẩm phán này. Chưa hết, trong cái toán làm việc của ông đó có những nhân viên thư ký phải hỗ trợ cho hai người thì cái chuyện chi phí riêng nữa thì chưa biết cái chi phí này và bà Cannon tuyên bố chính thức là bên phía Trump phải trả đầy đủ cái số tiền đó chứ không có AI gì hết. Thưa quý vị, sở dĩ uh, chuyện của cựu tổng thống Donald Trump vẫn là cái đề tài uh, nóng từ nước Mỹ đó là bởi vì uh, rất là đơn giản uh, những cái hồ sơ được xem là tối mật mà FBI đã lấy được tại bạc Alago ngày mùng tháng 8 vừa qua đó cho tới phút này theo tin của tờ New York, York Times có một số hồ sơ liên quan đến những dự án hạt nhân của một quốc gia nào đó yeah. là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai có một cái lá thư và một cái hồ sơ liên quan đến tổng thống của nước pháp là ông emmanuel macron thì ngày hôm qua phóng viên của đài cnn có mời ông macron đến tận đài ở bên new york để phỏng vấn lý do là ông macron qua tham dự cái đại hội đồng liên hợp quốc đó yeah. thì phóng viên cnn nêu một câu hỏi thế này ông có nghe nói gì về cái chuyện là cái hồ sơ của ông nằm ở trong căn nhà của ông cựu tổng thống mỹ hay không thì ông Macron ông là một cái người ngoại giao chứng ừ. trả, ông nói rằng thực sự đó tôi có đọc báo, tôi có biết về cái chuyện đó. Uh, thì phóng viên CNN hỏi tiếp rằng ông có biết um, cái hồ sơ đó nói gì với ông không? Thì ông, ông Macron bảo tôi đang mong được biết cái chuyện đó. Nếu à. mà quý vị ở bên Mỹ thì có thể biết thì cho tôi biết với. Đó là lúc gọi trả lời rất ngoại giao. Ừ. Nhưng mà thưa quý khán giả, vì cái hồ sơ tại Macalago nó có thể liên quan đến những Uh, cái uh, bí mật của quốc gia Như anh Hoàng Trọng Thị nói lúc nãy đó Ngay chính ông uh, thẩm phán Mà chúng ta gọi là special master đó Cũng không có được security clearance yeah. Để mà đọc những hồ sơ gọi là top secret Thành ra phải mướn một vị thẩm phán Mà vị thẩm phán đó đã được Secur uh, security clearance rồi yeah. Cơ quan FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Nói rất rõ ràng Không phải người nào trong Bộ Tư pháp không phải người nào trong fbi và không phải người nào trong tòa bạch ốc đúng, đúng. được yeah. cầm một cái tập hồ sơ để mà xem cả yeah. phải là top 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 ừ. security clearance tôi đưa một cái thí dụ thế này thôi anh thụy thực sự đó có nhiều một số anh em phóng viên uh, thường thường gọi là chúng tôi tường trình từ tòa bạch ốc ừ. thì tại vì tôi có làm cho đài á châu tự do ừ. và khi mà vào làm cho Đại á châu tự do là cái đài tầm vóc nhỏ nhất của chính phủ mỹ thôi của Quốc hội Mỹ tài trợ đó, nhưng mà để có được một lần vào trong tòa biệt gốc, ngồi tút phía sau đó, nghe ông Tổng thống nói chuyện đó, thì phải đi qua ba lần security clearance của FBI yeah. phỏng vấn. Yeah. Chỉ cần anh khai một cái địa chỉ từ ngày tới Mỹ tới giờ mà sai thôi đó, thì anh cũng bị reject ngay lập uh -huh. tức. Tôi đưa một thí dụ, cái lúc mà tôi đi làm nhà in sống ở trên đường Harbour, đấy lúc đó mình có những đêm mình làm mà mình ngủ lại đấy ừ. thì mình nghĩ thực kệ nên mình lấy cái địa chỉ này để mà gửi thư cho nó dễ. Thế lúc mà làm cho RFA thì tôi khai rằng đó là một trong những địa chỉ mà tôi đã từng đến Mỹ tôi sống FBI một ba ngày sau họ gọi lên ngay họ bảo cái địa chỉ này là một cái nhà in tại sao ông khai khai như vậy thì tôi giải thích cho họ họ hiểu nhưng mà ý tôi trở lại vấn đề đó. Dạ. Cái chuyện của ông Donald Trump này nó lớn không những với nước Mỹ và với thế giới. Bởi vì thế giới giờ phút này họ không biết rằng cái chuyện của mình đó của nước Đức nè, của nước Anh nè, của nước Pháp dạ. này có Thái bị rồi. nằm trong hồ sơ mật mà trong Alago hay không. Thành thử ra hai anh em chúng tôi cứ quay đi trở lại lại trở lại cái chuyện của ông Donald Trump. Và một trong những điểm mà họ nói rằng do chính ông Trump tạo ra hết và ngày hôm nay nó trở lại với ông sẽ có rất nhiều các vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập từ từ trong đó chuyện mà ngay cả ông muốn đòi hỏi một special master nữa và bây giờ cái vị special master đó cứ tưởng là sẽ hỗ trợ cho ông trump bởi vì cái nhóm của trump muốn như thế nhưng mà ngược lại không hỗ trợ thậm chí còn đè nặng lên nhiều cái áp lực đối với luật sư và kể cả ông trump nữa chúng ta cũng đã biết là bên phía Special Master tự nhiên khi mà họp lại với nhau hôm thứ tư vừa rồi đặt ra một câu hỏi anh cho chúng tôi biết đâu hồ sơ nào đi classify giải mật và câu hỏi đặt ra với anh Đinh Quang Thái tổng thống và ông Trump được quyền giải mật những hồ sơ này chứ phải không ạ và cái cách giải mật của ông sẽ như thế nào <laughs> thưa quý vị chúng tôi cười mong quý khán giả thứ lỗi bởi vì hôm vừa rồi hôm thứ tư vừa rồi đây Uh, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trả lời phỏng vấn của nhà báo và rất thân với ông Trump, đó là nhà báo uh, Sean Hannity của Đài Fox. Đó. Yeah. Ông nói như thế này, mọi người nghĩ cách khác nhau, nhưng mà tôi là một vị Tổng thống, khi tôi nói tôi giải mật một hồ sơ là tự động nó giải mật. <laughs> và even I think about it, tức là ngay khi tôi nghĩ trong đầu là sẽ giải mật thôi, wow. thì hồ sơ nó giải, giải mật anh theo dõi tin ông Trump nhiều rồi. Ông Trump có cái magic không? Có cái Hannity có có có, có, có cái có, ảo có đặt, không? có đặt lại vấn đề gì với Trump không anh? Hay là ông ngồi đó ông ông há mồm ra để mà ông, ông thì vì chính Hannity cũng là người hiểu rất rõ. Anh còn nhớ chính Hannity nói đó là à, ngay cả một tổng thống cho dù có bị có tội à, vẫn có thể ra tranh cử tổng thống. Chính Hannity không, là đó, người đưa ra. Luận, cái luật đó thì mình phải sẽ không? Bàn. Nhưng không? mà thì câu hỏi mà bị Ông Trump nói là một người tổng thống chỉ cần suy nghĩ thôi là đủ khả năng giải mật đó rồi thì sao? Yeah, uh, nếu mà ông Trump ông nhìn vào mặt một người đó, đó trong đầu ông ấy là I hate you thì người đó lập tức chết ngay hoặc là I love you Kim Jong Un thì là là là, là yêu Kim Jong Un thôi. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với một uh, tin nổi bật với anh Hoàng Trọng Thụy, 6 phút uh, thông tin thương mại.